Hey, xin chào các thím, chào mừng đến với một tựa game nổi cũ mà hay, rất là nổi, đó là Left 4 Dead 2. Hôm nay thì tôi có anh Canty, anh Hèo Béo co-op Chào cùng. bạn. Tôi là Chào khán giả đây các Canty. thím. Hãy Bây cùng giờ chúng ta khám sẽ phá đi liều chiến. cái Hãy cùng khám phá game Left 4 Dead, một tựa game rất hay. Bắn nhau rất là sướng. Gì đây? Bắn đít. First aid here. Hôm nay trước khi chơi thì tôi xin được điểm qua tin vắn trong tuần qua. Đó là anh OT, anh em mới thoát khỏi cả cảnh nô lệ. Anh ấy, cái thằng cùng phòng BD của anh ấy đã dọn phòng đi. Bây giờ anh ấy đang sung sướng. Nên là anh ấy không có mặt ở trong trong cái lần chơi này. Còn anh Kenty thì anh ấy đã chính thức đổi tên thành Kenty Long Đít, bởi vì là anh ấy mới thổ lộ cho nhóm với nhóm là đít anh có rất nhiều lông. Thay vì ôi tôi bị bắt rồi, kêu 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 gì ấy, kêu ai thằng gì làm gì đây, nó bảo nó nhiều vị trí leo đầu á, khỉ leo đầu à, vãi con khỉ. Anh Kenty, anh có thể chia sẻ với bạn bè cách dưỡng lông đít của anh không? Hàng ngày anh có bôi keo để dưỡng da rồi à, dưỡng lông với cả dùng dầu xả để dưỡng lông. Đi đâu ngại chúng mày ơi. Đây cơ mà. Ồ đi mẹ chia rẽ thế này. Đây là anh Hiếu Béo này, là anh ấy sẽ nhập vai anh béo. Anh da đen béo. Đâu đâu phải có gì. Tay lên đầu lên chán nó đứng nó buồn đông mẹ thề định ra hiếp nó à, định zombie thì còn này. Hiếp em và thằng béo à, thằng ông Kenty đi đâu ấy, cứu tao vãi. Hiếu Béo kill a smoker. Nhân vật nữ này là không chưa ai chơi cả, đáng lẽ là anh OT sẽ chơi mình. Nhưng mà hôm nay anh ấy đang sướng quá, bởi vì anh thoát khỏi cảnh nô lệ nên là anh đi ăn mừng, nên là không có anh ở trong video này. Hồi nãy giờ nói khát nước quá, mời ông nói đi. Xin chào các bạn. Ôi, mình con khỉ kia. Mình đang ở trong nhưng bây giờ là mình đang có nên mình không thể chơi game được. À không phải chơi game. Mà đang cố gắng tìm cách để chơi game mấy ông này. Mà nãy giờ ngầu mò biết nãy giờ này. Mấy nó lườm quá nó không chơi được. Nói chung là anh Lục Game Việt của chúng ta sẽ chính thức đổi tên thành Lạc Game Việt. Nên mỗi lần chơi game đều Lạc cũng do tên lâu rồi. Game này là game bản quyền nhưng mà nó lại chơi bằng Crash, nó cố kết nối với anh em. Là anh có Crash, anh bản quyền thôi. Ê, lại, bên cho nó thẳng thừng. Ê, xuống đây sao này? Ui, vãi thật. Vả là phát đâm bật vào tường bắn bùm bụp. Ú mày. Ui cháy, thằng nào đốt lửa đấy, nghịch lửa nguy hiểm vậy. Ui thằng Kenty nhận được khẩu katana à, quên kiếm katana ở đâu ấy. Ui lục bạc nè, lục bạc nè. Ui thằng gu này, thằng gu này, thằng gu nhà ta Đức Bà này. Không phải đánh chống. À là cái con khỉ này. Không phải đánh chống làng. Chúng làng đi. Ui lục bạc bắn sướng lắm nhá. Ủa katana bắn sướng lắm nhá. Ơ con này rơi chết rồi. Ôi nhảy lâu nhảy lâu. Ê ê ê kêu. Thằng bắn đâu ấy. Chuyên gia nhảy lầu. Bựa vãi. Vũ là chuyên gia nhảy lầu. Kiểu đang quay đằng sau. Ôi thằng Kenty đỏ máu kìa. Ui ở đâu mà tao mà bắn. Game này nó có tiết tấu rồi, nhanh hơn là game No More Room in Hell. Bắn nhau rất là sướng. Nhịp độ của nó chơi nhanh hơn. Ừ đấy, nhịp độ nó hay hơn. Ai cân nhanh hơn. Dạng game là phải nấp. Ui có thằng khổng lồ kìa. Cái gì đây? Ê tao có cái giật điện để cứu sống gì này. Để cái thằng nó chết thì tao cứu được cái thằng ấy. Một phát này. Ui đập một phát toát đầu. Tao đi ơi, bye bye chúng mày. Canty đi đâu ấy, sang bên này hay sao ấy. À đây có thang máy này.
team view cái đi. Rồi. Alo. Ôi, thằng béo có mẹ cái gì lưng đây. Đứng yên xem phát nào. Đâu? Đứng yên. Có gì lưng ấy, mẹ cái bộ à, cái này để như kiểu bác sĩ dùng để cứu mày người ấy. Có mà, mày cũng có mà. Ờ sao mỗi thằng ôi thằng này nó nhận được cái máy cưa này. Nó còn có gì đây mẹ, nước uống à? Nó có nước táo rồi, nó treo ở lưng này, treo ở hông này. Nước táo, nước táo độc đấy, ăn đi. Mẹ nhảy như khỉ ấy mấy thằng này. Ôi sao mờ tịt thế này, cháy sương mù à, đang cháy, táo đốt lửa đấy. Nhảy như khỉ ấy mấy thằng mẹ, trẻ con ở hiếu động vãi. Cháy à, đúng rồi anh ấy bị cháy lông đít, lông đít anh dài quá anh cháy. Đúng anh rồi. Mình nhảy như khỉ súng này, súng mới này à. Ui mở tin ông ơi, đốt củi, đốt củi, đốt củi. Ê cứu là nút gì, ấn E à hay là gì? E. Ê mẹ mở tin chung, mở tin thế này. Hình game này vừa nhẹ hình vừa đẹp nữa chứ. Ê, có auto shotgun trong đây nè. Đâu, đưa tao khẩu đấy. Mình tin. Trong tên bình thường. Hết mẹ rồi. Mẹ mờ tịt chẳng nhín gì cả. Ui, khẩu lục bạc vào đây thành lục vàng đây này, shotgun đi rồi. Mày chết đấy bố. Sao tao có 42 máu này. Đây. Thì kêu quá. Vào trong mày mờ quá chẳng nhín gì cả. Còn này có phải auto shotgun đâu. Ôi bị cháy rồi. Nó phối như thật. Tao đi thay súng nữa. Uống pen killer. Đi đâu nữa đây. Tiếng trong game này ồn thế. Thằng đu thế à, cái thằng lình gù nhà thái Đức Bà gì. Thơm quá nó nhảy lên. Đâu nó nhảy lên nó tưởng tóc là lông đít. Thằng đấy là lông đít mà. Anh can tiếng thổ lộ là mẹ mỗi ngày nghe vút keo cho lông đít của anh ấy. Tạo kiểu, vút keo tạo kiểu. Ôi đằng sau thằng nó bắn tao mẹ, thằng béo mày. Đâu tao bắn rôm, béo mày bắn mày. Ôi ra đây là hết khói rồi nhá. Thở được rồi Ui đông chứ, đông lắm. Bắn khẩu phải chậm quá. Chết rồi. Kính vào rồi, kinh vãi. Ôi, cái gì đấy? Trời nóng quá. Sao này? Sang nghe màn hình này à? Bị con mặt nó phun nước miếng vào mặt rồi. Vãi. Ôi, ngã rồi. Ui, vào nó thịt tao, cứu cái. Rồi, giết rồi. Mà khẩu shotgun này bắn lên đạn khổ vãi. Cái gì đấy? Có gì ở đây? Có mày nhảy trên trời xuống kìa. Ui nó nhảy lâu kìa, nhảy từ trên tiết tầng cao xuống kìa. Chết luôn này, bựa thật. Zombie, nhìn vợ gần kìa nó nhảy này mày ơi. Biết rồi. Chạy vào chứ. Khói gì sang nè này. Chết mẹ hú đứng ngoài. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại à? À có một màn rồi đúng không? Ok. Mà rồi. Yeah.